Thư sư mượn phước tam bảo để thành tựu sự đời như nào cho đúng? Mượn phước tam bảo. Con được nghe kể là có một vài vị sư sau khi đi tu được một thời gian thì tự nhiên được hưởng rất nhiều lợi lạc thế gian như ý mình muốn. Con không hiểu sao phước người tu lại lớn vậy, và làm cách nào mà người đời như con có thể thành tựu được sự đời như ý mình mong muốn như các vị sư tu hành. Quý vị đi xe đạp mà muốn có tốc độ như máy bay á, thì đó là điều vô lý. Tốc độ máy bay lên tới trung bình là từ 800 tới 900 km một giờ. Mà tốc độ xe đạp á, mình đi chừng được 2-30, hoặc giỏi lắm đổ đèo là được 5-60 km một giờ hết. Nhiều hơn nữa, cái gọi là cái kết cấu của xe đạp á, nó không cho phép và nó sẽ vỡ vụn. Và sức người á, cái cơ thể người cũng không có khả năng chịu đựng nổi cái đó. Nhưng mà khi ngồi trên máy bay thì cái khung sắt của máy bay ấy, nó bảo vệ người bên trong máy bay. Và cái khung máy bay nó nâng đỡ người ở trong máy bay. Sư đưa ra ví dụ như vậy để quý vị thấy một cách trực quan là một vị tu sĩ được cái phước ở đây là nhờ cái vị trí của cái vai trò vậy, tức là vị ấy là một vị tỷ kheo. Cái việc đầu tiên là vị ấy xuất gia, là vị ấy gia nhập vào gia đình của dòng của thánh nhân. Cái tư cách mà xuất gia đó, cái phước nó lớn dữ lắm. Quý vị không bao giờ ngờ được, nói thiệt là mình không bao giờ ngờ được nó lớn cỡ nào đâu. Nó lớn kinh khủng lắm. Cái việc xuất gia lớn kinh khủng mà nhờ như thế là nó nâng đỡ bản thân vị ấy. Rồi cái phẩm hạnh xuất gia đó, thứ nhất là hình tướng xuất gia, cái thứ hai là phẩm hạnh xuất gia, nó cũng nâng đỡ vị ấy. Rồi cái thứ ba là sự tu tập khi vị ấy xuất gia, sự thực hành khi vị ấy xuất gia nó cũng nâng đỡ vị ấy rất là nhiều. Ở đây ấy, là nó cư sĩ không so được, trừ khi quý vị là thánh cư sĩ thì sẽ không nói, chứ còn phàm cư sĩ hoặc là mình có phước quá khứ thì mình sư không nói. Còn nếu không mà quý vị muốn như vậy thì chỉ có xuất gia. Cái hình tướng tỷ kheo, thứ nhất sư đang nói hình tướng tỷ kheo ha, được cái phước nhờ đâu? Một là nhờ lối sống gọi là lối sống xuất gia, tức là lối sống xa không nhà, sống đời sống không gia đình, không còn là người gia chủ, bản thân nó là phước. Cái thứ hai là vị ấy đắp y. Xin thưa với quý vị, cái y này nè, cái lá y này nè, quý vị biết nó là cái gì không? Đó là lá cờ thánh nhân. Nó không phải là những cái lá cờ Phật giáo mà chúng ta thấy ở ngoài đường, mà cái tấm y này nè, nó là lá cờ của thánh nhân. Thánh nhân ba đời mười phương đều dùng cái lá cờ này. Khi mà Phật giáo chưa có lá cờ thì tấm y này chính là lá cờ thánh nhân. Quý vị nghĩ một người đắp cái tấm y này, đắp cái lá cờ của thánh vào, nó khác, nó giống, nó phải khác. Bằng chứng là vào thời Đức Phật quá khứ, khi Bồ Tát là con voi, thì Bồ Tát rất quý những vị Phật độc giác, thì có ông thợ săn mới giả dạng lấy cái y đó đắp lên người giả dạng để mà đi săn.
Khi con voi chúa biết được, nó rống lên và nó quấn lấy cái anh thợ săn này. Nhưng mà khi đó nó nghĩ rằng đây là một kẻ giả tu, nhưng mà người ấy đắp tấm y này, ta tha chết cho hắn là bởi vì cái tấm y này. Cho nên là Bồ Tát buông, và ngay cả các vị các hàng phi nhân cũng có đôi khi nể, không phải là nể ông sư đó đâu, mà nể cái tấm y ông mặc. Cho nên một vị tỷ kheo mà một khi vị ấy bỏ cái y ra ngoài, nó giống như là một một người là từ bỏ tất cả sự bảo hộ vậy đó, giống như một người là từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ toàn bộ tài sản của mình. Tấm y nó quý, nó ghê gớm lắm quý vị. Chưa đắp y quý vị không ngờ được chuyện đó đâu. Cái thứ hai á là cái giới hạnh, tức là 227 giới, cụ túc giới. Rồi đó là chưa kể tứ thanh tịnh giới. Cái đó cư sĩ làm sao có. Cư sĩ quý vị có năm giới vậy mà giữ cả trật cả giuộc, làm sao so được hả? Làm sao so. Rồi cái thứ ba đó là sự tu tập, sự nỗ lực thực hành khi vị ấy xuất gia. Thứ nhất là sự phát triển giới học, định học và tuệ học hơn cư sĩ rất nhiều. Cái thứ hai là đời sống sa môn. Rồi khi vị ấy làm phước, đối tượng vị ấy làm phước đến Tam Bảo. Khi vị ấy có suy tư thiện là cái suy tư đó là suy tư về Tam Bảo. Khi vị ấy làm bất kỳ điều gì, ví dụ như quét sân, thì cũng là cho Tam Bảo. Cái cơ hội một vị tỷ kheo mà làm phước nó nhiều hơn cư sĩ gấp nhiều lần. Bởi vì khi vị ấy làm phước toàn bộ là Tam Bảo hết. Cư sĩ làm sao so. Mà bây giờ quý vị đòi mình có phước giống như một vị xuất gia, thì như sư nói nó y như là một người chạy xe đạp mà muốn có tốc độ của máy bay vậy đó. Bản thân mình chịu không nổi cái đó, mình gánh không nổi nha. Cho nên muốn được thì đi xuất gia. Thì đây là ý kiến cá nhân của sư, và không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cái quan điểm trả lời của Đức Hành Tại, sư cũng hoàn toàn đồng ý thưa quý vị. Ở đây á thì sư có một cái điểm này mà sư nhắc quý vị nên lưu tâm nha. Ở đây vội vô câu hỏi là đòi mượn phước à, mượn phước Tam Bảo. Những cái khái niệm giống như là mượn, vay, ứng ứng trước phước hay không, hay là trả góp rồi đó, phước Tam Bảo, những cái khái niệm này nó không có, thưa vị, không có nha, hoàn toàn không có trong Tam Tạng hay là trong chú giải chính thống, thưa vị. Cho nên là mình nên nên bỏ cái tư tưởng này nha. Không, tại vì vốn dĩ sao, xin nhắc lại một lần nữa là Pháp Thế Tôn á, là thiết thực hiện tiền, một không gian, một thời gian đến để mà thấy. Không, có nghĩa là quý vị phải có niềm tin, quý vị niềm tin vào ba ngôi Tam Bảo, niềm tin vào cái pháp học, pháp hành. Rồi sau đó quý vị học, quý vị hành thì quý vị mới đạt được được lợi lạc, và quý vị thành tựu gọi là pháp thành. Không, chứ mình không có làm, mình không có niềm tin nè, là thấy thấy thấy, thấy thôi, thấy là nó như là nói nên mình chỉ nói là mình không có niềm tin thôi, là xong rồi, là cái cuộc luân hồi này của mình là vô định này, nó biết đi về đâu rồi. Ví dụ mình có niềm tin đi, mình học nhưng mà là mình lại không hành đó, thì làm sao mà nó có thể thành tựu được, thưa quý vị. Phải có niềm tin, học hành rồi mới thành tựu. Cho nên là cho nên là cái vụ là mượn nè, rồi vay nè, ứng nè, trả góp nè, nó không có nha. Mình phải bỏ qua cái quan điểm này đi. Rồi cái thứ hai á, mà câu hỏi thứ hai là bị niệm nó hỏi là không hiểu tại sao phước tu lại lớn vậy, thì Đức Hành Tại trả lời đó rất là rõ rồi. Nhưng mà ở đây sư có kể một cái sự kiện mà theo sư là cực kỳ quan trọng
Có nghĩa là để hiểu được một cái phước của một cái phước báo á, hay là cái quả và hay là cái lợi ích á, của đời sống phàm hạnh, đời sống sa môn nó to lớn như thế nào, thì chúng ta phải tìm hiểu qua bài kinh Sa Môn Quả thưa vị, tức là cái lợi ích đó. Sử dụng chữ thuần Việt cho vị hiểu, có nghĩa là cái lợi ích mà khi mà chúng ta sống với đời sống của một vị sa môn nó mang lợi ích như thế nào. Trước khi vô để phân tích những cái lợi ích mà chính thì sư để sư Phật đi sư nói cái điểm này để cho quý vị biết là tại sao mà cái bài kinh quan trọng. Quý vị phải hiểu là trước khi mà ông qua xà thế, ông đi ông hỏi Đức Phật về cái lợi ích đó mà sống xuất gia, sống mình sống xuất gia của Thế Tôn được cái gì, lợi ích được những cái gì, thì ông đã hỏi những cái tay mà giáo chủ mà lỗi lạc, nhưng mà lỗi lạc những cái tay mà giáo chủ mà lỗi lạc mà đồ chúng nhiều nhất ở cái thời điểm đó, nhưng mà những cái tay đó nó trả lời trên trời đất không, trả lời được lợi này lợi kia, khiến ông không có thỏa mãn. Đến khi mà quý vị biết không, mà Đức Thế Tôn mà trả lời xong cái 13 cái lợi ích, 13 cái lợi ích hay là gọi là 13 cái quả báo mà khi mà thực hành phẩm hạnh với đời sống sa môn hạnh đó, thì ông nghe xong kinh cảm tới nỗi quý vị tin không, mà Đức Thế Tôn nói là nếu mà vua xà thế mà không phạm vô một trong ngũ nghịch đại tội, tức là giết cha, thì ngay thời điểm đó đó vua xà thế đã là một vị thánh dự lưu rồi. Vị thấy ghê không, kinh khủng không? Là khi mà nghe 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 Đức Phật nói lên 13 cái lít sa môn hạnh đó, ông kinh cảm như vậy, khiến cho nó đạt tới cái cảnh giới đó. Nhưng mà vì ổng phạm vô một trong những đại tội, tức là giết cha vua Bình Sa Vương, cho nên là nó ngăn che, thì quả nghiệp nó ngăn che cho khiến cho ổng không có thể nào đắc quả thành dự lưu ngay thời điểm đó. Vậy thì á, bây giờ chúng ta được hiểu nè, vậy thì cái điều gì 13 cái lợi ích của đời sống sa môn á, sa môn hạnh á, hay là đời sống xuất gia đó, nó cao thượng đó, như thế nào mà khiến cho ông vua ngoại sẽ thấy kinh cảm như vậy. Thì Đức Phật có nói như vậy nè, 13 lợi ích của sa môn hạnh, có tất cả 13 lợi ích của sa môn hạnh như sau. Thứ nhất là sự được á, nghe là được, cái được nha, gọi là được nha, sống đời sống sa môn hạnh là được. Thích cái lợi ích mà quả báo mang lại, lợi ích mang lại, điều thứ nhất á, lợi ích mang lại đó là sự kính trọng và cúng dường cho một vị sa môn. Cái lợi ích thứ hai là sự thực hành các phần tiểu giới, trung giới và đại giới. Cái thứ ba là đức tự tính không còn sợ hãi vì nhận thấy đời sống của mình chân chánh. Cái thứ tư là sự gìn giữ hộ trì các căn không cho buông lung. Cái thứ năm là sự tự chủ lâu dài do có sự chánh niệm tỉnh giác. Cái thứ sáu là đức tính tri túc của một đời sống giản dị. Cái thứ bảy là sự giải thoát tâm trí khỏi năm truyền cái. Cái thứ tám là kết quả của sự giải thoát nói trên đem lại sự hỷ lạc, đem lại sự hỷ và lạc thấm nhuần thân tâm. Cái thứ chín là sự tu tập và chứng đắc 4 tầng thiền. Cái thứ mười là cái lợi ích thứ mười là có được chánh chi và chánh kiến. Cái mười một thứ mười một là khả năng thực hiện một hóa thân, có nghĩa là thần thông, thứ bị thần thông biến hóa. Cái thứ 12 là lớp thứ 12 là hiện bài ngũ thông, tức là thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông. Và cái lợi ích cao thượng tối hậu cuối cùng của đời sống sa môn hạnh đó là gì, đó là sự giác ngộ lý tứ thánh đế, hay còn gọi là tí lý tứ diệu đế, diệt trừ lậu hoặc, tức là lậu tận thông, và chứng ngộ a la hán. Đó là cái lợi ích mà cao thượng mà trong bài kinh Sa Môn Quả, mà khi ông vua xà thế hỏi rất là nhiều các vị giáo chủ mà nổi tiếng thời đó, mà nhiều đồ chúng thời đó, ông đều không thỏa mãn mà khi hỏi Đức Phật đó, những cái lợi ích mà khi mà sống với đời sống sa môn hạnh, cái lợi ích mang lại là gì, thì Đức Phật nói 13 cái điều đó. Quý vị muốn rõ thì quý vị xem bài kinh Sa Môn Quả trong trường bộ ha, bài kinh số 2. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây.